Trời ơi trời. Người ta chơi tu nhiều xích mà mình được tu ít xích vãi rồi. À mà khoan, mình có thể tấn công ở chỗ được mà. Ôi, địch 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 địch. Tại cái máy nó nóng quá không nhéo điều khiển nữa. Gánh đi má ơi. Mình sợ mấy bọn này quá lắm à. Ơi nhà giao mình cái nút nhào mình cứ bán té mấy bọn kia này. Thank you.
Yep. Thực ra là không phải không có vấn đề thật đâu, mà là nó có vấn đề thật đấy. Trời ơi, sung lên, ba, lỡ cả lôi. Trời ơi, tự nhiên mình tự sung lên vậy. Ủa, cái con điều khiển của mình ấy nó chạy kiểu mức độ bình thường. Thôi Thanh Liên chưa trải sự đời mà nỉ mới chơi thôi mà, anh em thông cảm chứ, thông cảm cho tôi xíu, thông cảm à. Trời ơi, thông cảm cho tôi xíu mà. Chưa trải sự đời mới chơi game. Kiểu Thanh Liên chưa trải sự đời, Thanh Liên chưa trải sự đời là đây chứ đâu. Trời ơi, mình mới chơi game mà nhật mọi người thông cảm cho mình xíu chứ, mình mình đâu có biết kiểu cách chơi này đâu. Mình chưa biết bay của Fanny cơ ấy. Trời, tính gì là cái ấy. Má ơi, tính ra mới biết đi. Trời ơi, mấy ông mấy bà mấy cụ tướng. Ê nói nhiều quá cả luôn. Cảm ơn thật rồi, mình bị cảm thật mà nha. Và tính nó đậu xanh có loại ít mà trời. Cái tờ nó đậu đó.
cái vành cái. Trời ơi trời, chúng nó đuổi tôi kìa má. Trời ơi mà biến thành chồng nói nhiều quá thằng ta cô. Cho xin cái chỗ. Đấy, như cái con này hay là cái con nào, cái con này nè, cái con này nè nó mới hay nè, đánh năm chết. Tưởng tâm ly thì có rồi nhưng mà tưởng mình nó phèn quá má. Lấy cái tưởng này toàn là tưởng thử chứ đâu có phải tưởng ấy. Sát thủ nhưng mà sát thủ phèn nó má.
Hiện tại cao thủ thì cao thủ 3, còn trong Liên Quân thì là hình như là trong Liên Quân mình nhớ là gì nhỉ? Thế mất tiêu rồi. Tìm xem có tướng nào không. Tướng này bao nhiêu rồi? Chắc mình kiếm không đủ đâu. Mình bó tay, mình chịu.